Sau đây mình sẽ chia sẻ tư duy chạy quảng cáo Facebook đúng sẽ có khách. Thì bạn cần thực hiện 3 bước sau đây. Bước 1 là tìm danh sách khách hàng mà theo bạn họ sẽ tụ tập ở chỗ đó. Ví dụ bạn là một nhân viên bán hàng bán xe ô tô thì khách hàng của bạn sẽ là những người hay like trang fanpage, like bài viết và comment của một hãng ô tô trên trang fanpage nào đó và tham gia một group xe ô tô và một group chơi xe như là Audi, BMW, nhiều group liên quan đến xe. Và tìm những profile cá nhân là những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực và sản phẩm nào đó. Khi bạn biết khách hàng bạn đang ở đâu, thì bạn sẽ sử dụng phần mềm Symbol UID để quét tệp khách hàng UID trên Facebook. Tức là bạn sẽ quét like, comment, share, quét thành viên trên group và profile cá nhân. Bước 2. Truy cập link sao để chuyển đổi từ UID sang số điện thoại. Bước 3. Chạy quảng cáo Facebook từ danh sách số điện thoại mà bạn đã quét lúc nãy. Nếu tệp khách hàng mà bạn đã quét dưới 10.000 UID thì bạn sẽ chạy lookalike là tệp đối tượng tương tự trong 10.000 UID mà bạn đang có. Facebook sẽ tìm những người hoạt động có hành vi và sở thích tương tự như 10.000 tệp UID mà bạn đã quét lúc nãy thì tỷ lệ mà khách hàng sẽ tương tác hay là nhắn tin với bạn sẽ cao hơn. Trước tiên bạn phải đăng nhập Facebook bằng Getcopy mới sử dụng được phần mềm Symbol UID mà mình đã hướng dẫn ở video trước trên kênh của mình. Giả sử đối tượng khách hàng của mình là ô tô thì mình sẽ quét những trang fanpage ô tô của một hãng nào đó. Ở đây mình sẽ quét trên trang fanpage VinFast. Mình sẽ chọn bài viết nào có lượng tương tác nhiều nhất để quét. Ưu tiên là những bài viết mà họ đã chạy quảng cáo trước đó. Bạn mở phần mềm Symbol UID, đăng nhập bằng cookie mà bạn đã đăng nhập trên Facebook lúc nãy. Ở đây mình quét comment bài viết nên mình sẽ copy cái đường link của bài viết lúc nãy, paste vô và bạn chờ đợi để phần mềm nó sẽ tự động dò UID những người đã comment trong bài viết. Sau khi quét xong, bạn sẽ nhấn vào lưu danh sách, chọn no để lưu. Đặt tên file tệp UID khách hàng tiềm năng của bạn. Tương tự khi bạn quét group nào đó thì bạn nên tham gia vào group đó rồi mới quét. Ở đây mình sẽ copy cái đường link tên group để paste cái link group đó vào file fbid, mục đích là để lấy ID của group đó. Sau đó bạn chọn mục quét tương tác nhóm, mình chọn số lượng bài viết cần quét trong group. Ví dụ chọn một bài và paste cái ID group lúc nãy vô, chọn quét. Đợi một lúc phần mềm sẽ tự quét bài viết gần nhất. Khi phần mềm quét xong thì bạn đặt tên và lưu lại. Còn muốn tìm tệp khách hàng cá nhân thì bạn lựa chọn những cá nhân nào có sức ảnh hưởng liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ mà bạn nghĩ sẽ có khách hàng tiềm năng ở đó. Ở đây mình sẽ tìm từ khóa là xe ô tô. Mình sẽ chọn những người mà theo mình có lượng tương tác tốt và copy cái link đó vào mục like bài viết để phần mềm tự tìm và đặt tên lưu danh sách UID đó lại. Bước 2, bạn sẽ chuyển đổi UID thành số điện thoại. Bạn vào link .ly gạch chéo UID 2 GT. Bạn cần đăng ký tài khoản trên website thì mới chuyển đổi UID sang số điện thoại được. Khi bạn có số lượng UID lên đến vài ngàn thì bạn cần đầu tư mua gói dịch vụ chuyển đổi UID sang số điện thoại. Giá chỉ từ 500.000 đến 3 triệu. Chỉ tính chi phí chuyển đổi thành công UID sang số điện thoại. Chỉ 5 đồng trên một số điện thoại khi mà chuyển đổi thành công. Ở đây mình sẽ demo tạm bài UID. Bạn chỉ cần copy cái UID mà bạn đang có. Vào chuyển đổi danh sách UID. Bắt UID vào ô nhập danh sách UID. Rồi tích vào ô thêm. Cộng 84
chọn Convert để phần mềm tự động chuyển đổi. Những UID nào mà đăng ký bằng số điện thoại thì nó mới xuất hiện, chứ không phải là mình quét đều thành công hết 100%. Sau khi quét xong, bạn copy cái ô danh sách số điện thoại, tạo một file mới để lưu số điện thoại lại. Tiếp theo, bạn vào trình quản lý kinh doanh. Bạn chọn tài khoản quảng cáo dành cho doanh nghiệp thì mới chạy được quảng cáo. Bạn chọn một đối tượng. Sau đó bạn chọn tạo đối tượng tùy chỉnh. Bạn chọn vào danh sách khách hàng. Nhấn tiếp tục. Rồi. Lúc này bạn nhấn tiếp tục. Tiếp theo bạn sẽ chọn không. Bạn nhấn tiếp. Và bạn sẽ tải cái file mà số điện thoại mà đã lưu sẵn. Và ấn tiếp tục. Tiếp tục. Sau khi mình đã tạo một đối tượng thì mình sẽ, lúc này mình sẽ tạo một đối tượng tương tự, là những người dùng có hành vi sở thích y chang trong cái danh sách số điện thoại mà mình đã có sẵn. Hôm nay mình sẽ tìm vào nhóm nguồn khác mà mình sẽ chọn số điện thoại mà mình lúc nãy mình đã tạo lên. Lúc này mình sẽ chọn vị trí đối tượng là sẽ là ở Việt Nam. Và nhấn tạo đối tượng. Bước theo mình sẽ tạo một chiến dịch quảng cáo. Mình nhấn vào tạo quảng cáo. Ở đây tùy theo bạn chạy chiến dịch gì, mình sẽ demo, sẽ chạy lượt tương tác. Và bạn sẽ tạo cái tên chiến dịch đó. Ở đây mình sẽ tạo tên là chạy tương tác. Rồi nhấn tiếp. Đặt tên nhóm chào quảng cáo chạy tương tác. Loại tương tác mình sẽ chọn là lượt tương tác trên bài viết. Ngân sách thì tùy theo ngân sách của mỗi người, có thể là ước tính cứ 100 ngàn một ngày, và số ngày mà mình chạy là được bao lâu. Cuối phần mà tạo đối tượng thì mình sẽ trở về cái phần tạo đối tượng mà mình đã tạo lúc nãy dựa vào trên số điện thoại, hoặc là tạo đối tượng tương tự trên số điện thoại mà mình tạo lúc nãy. Có hai cái, bạn sẽ tùy cơ ứng biến vào trường hợp nào bạn sẽ tạo vào danh sách số điện thoại đó. Nếu mà danh sách số điện thoại đó bạn rất là lớn thì bạn sẽ chạy trên danh sách đó, như 1 triệu hay là 10 ngàn chẳng hạn. Còn số lượt danh sách đó ít quá thì mình sẽ chọn đối tượng tương tự thì nó sẽ là hợp lý hơn. Rồi mình sẽ xét vị trí mà mình cần chạy chiến dịch và độ tuổi như thế nào, độ tuổi khách hàng từ bao nhiêu tới bao nhiêu, này tùy theo vào mặt hàng và dịch vụ của bạn. Sau khi bạn đã chọn hết thì bạn sẽ chọn tiếp. Bạn sẽ chọn bài viết mà bạn cần chạy. Ở đây mình sẽ demo lại một bài viết nào đó. Sau khi mình tạo xong, mình sẽ bấm đăng. Ở trường hợp này là mình chưa cài đặt thanh toán cho tài khoản Facebook. Sau khi mình cài đặt xong á,
bạn đã cài đặt trước sẵn rồi thì bạn sẽ nhấn vào nút đăng thì quảng cáo sẽ được xét duyệt và chạy thành công. Nếu các bạn có thắc mắc gì, hãy comment phía dưới, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để mình có động lực ra những video hay cho mọi người.